Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ và mình là Minh và đây là Duy View. Hôm nay chúng mình sẽ ở đây và cùng nhau công bố kết quả của giải giveaway mà chúng mình đã tạo ra ăn mừng 2000 sub ở số hỏi đáp lần trước. Và kết quả của giải đặc biệt sổ số miền Bắc ngày 31 tháng 10 đó chính là 610. Rất may là không có bạn nào đã đoán trúng được con số này. Tuy nhiên thì có rất là nhiều bạn đã đoán gần đúng với kết quả của sổ số kiến thiết miền Bắc. Thì với đồng giải nhất là bạn Việt Anh Bùi và bạn Nhân Đỗ với kết quả là 611. Và hai bạn sẽ được tặng một thanh RAM 8GB PC4. Giải 2 là bạn Thi Lê Viết Khả cũng là số 611 nhưng bạn đã comment chậm chân hơn hai bạn kia và sẽ được giải là SSD Intel. Và giải 3 sẽ có bạn RD Oggy với số là 612 và bạn Lâm Khoa Nguyễn là số 608 sẽ được tặng combo chuột và pad chuột của DU. Và nếu bạn đã nhận được thông tin trúng giải thì hãy comment dưới phần bình luận hoặc là liên hệ với cả link Facebook của mình là Duy View ở dưới phần bình luận và phần mô tả video để anh em nhận quà nhé. Anh em cũng đừng quên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mã giảm giá AZ300 giảm trực tiếp 300.000 đồng với bất kỳ máy nào mua tại cửa hàng Laptop AZ. Và anh em hãy tích cực subscribe và chia sẻ video để bọn mình sẽ tiếp tục làm giveaway cho 3.000 sub nhé. Đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Đông Khoa, chúng ta phải quay lại với cả chuyên mục hỏi đáp chứ. Cho em hỏi Ryzen 7 4800H 8x16 luồng với i7 9700H 6x12 luồng thì con nào chơi game ngon hơn ạ? Ở đây thì theo mình thì Ryzen 7 sẽ ăn đứt so với cả i7 9750H với cái việc là chơi game. Chúng ta sẽ có ở đây chip Ryzen 7 mát hơn này, hiệu năng đa nhân sẽ cao hơn hẳn, hoàn toàn phù hợp để mà sử dụng chơi game. Và nói chung là Ryzen 7 mạnh quá nên chơi game cũng làm thấy mát, không phải lo về nhiệt độ quá nhiều. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hà Tạ là cho em hỏi laptop nâng RAM hay SSD trước ạ? Ban đầu là 4GB RAM, đây là có nốt thêm của bạn ấy. Ok, thường thì theo mình thì mình sẽ nâng SSD trước bởi vì là SSD nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đọc ghi những cái phần mềm, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho đến với cả cái độ mượt khi mà sử dụng máy tính của bạn. Nhưng mà ở đây thì RAM ban đầu của bạn là khoảng 4GB nên mình nghĩ rằng là bạn có thể nâng lên khoảng 8GB thì sẽ phù hợp hơn so với cả những tác vụ mà hiện nay mà mình sử dụng. Ok. Câu hỏi tiếp theo của bạn MK. Chào hai anh, cho em hỏi là 30 triệu màn đẹp chơi game ngon 1660T với pin trâu mang đi học nhiều em nên chọn chiếc máy nào? Em xin cảm ơn. Dưới 30 triệu mà lại màn đẹp, chơi game ngon, chắc chắn là bạn sẽ nên lựa chọn chiếc HP Omen rồi. Với chiếc laptop này thì chúng mình đã có một video review rất là chi tiết về chiếc máy này ở trên kênh Laptop AZ, bạn có thể tìm video đó để xem nhé. Hoặc là mình sẽ để dưới phần mô tả để cho bạn tham khảo nhé. Thì với CPU Ryzen 7 nanomet thì cái tích viện pin trên chiếc máy này là quá tốt. Pin mình dùng được khoảng là 6-7 tiếng đấy, nó khoảng là dưới 50% độ sáng rồi. Nhưng mà dùng thế là khá ok một laptop gaming rồi. 1660T nó rất là mạnh nữa. Còn tiếp theo của bạn Lộc Dương, anh ơi cho em hỏi kinh tế chuyển khoản không phải KT. kỹ thuật cơ khí và em chơi game esports. Em ưng ý G512 định mua vào trong năm 2020, con này xài lâu bền ngon không ạ? Rất là ok đấy bạn ạ. Với cái nhu cầu của bạn là học kỹ thuật cơ khí và chơi game esports thì cấu hình của G512 hoàn toàn có thể đáp ứng được. Ngoài ra chiếc máy này thì có tản nhiệt rất là tốt, lại còn đẹp nữa. Chỉ có một số điểm yếu, ví dụ như là pin thì nó hơi đuối một chút, giống như là các dòng gaming khác. Và nếu như mà bạn mang đi học ấy thì nó sẽ nặng, hơi nặng một chút. Thì bạn sẽ hơi khó khăn trong việc là mang đi học thôi. Ngoài ra thì để cho chiếc máy này xài được lâu bền hơn thì bạn có thể vệ sinh tản gió và thay kem tản nhiệt theo một định kỳ. Thì sẽ giúp cho máy có tuổi thọ cao hơn. Và đây cũng là một trong những chiếc máy khỏi khá nặng cân trong tập tiền 2,5kg. Nên bạn hãy lưu ý trước khi lựa chọn nhé. Ok, câu tiếp theo của bạn Phương Đỗ, em học hệ thống thông tin, không chơi game thì nên mua laptop nào từ 15 đến 21 triệu, không chơi game nhé. Ok, từ 15 đến 21 triệu. Trong tầm giá từ 15 đến 21 triệu đồng, nếu như mà không chơi game thì chắc chắn mình sẽ không khuyên bạn là mua những máy gaming rồi. Bạn hãy lựa chọn những mẫu laptop doanh nhân của ThinkPad, của Lenovo như là ThinkPad T480 hoặc là T490 đều có thể là đáp ứng được nhu cầu học công nghệ thông tin của bạn. Bàn phím rất là tốt, pin lâu, sử dụng rất là chắc chắn và bền bỉ. Hệ thống thông tin đúng không? Đúng là cũng trong công nghệ thông tin à? Thế là cũng có thể là có tham khảo được các mẫu như là Dell Inspiron 7501 hay là Dell Latitude 7490, cũng rất là nhiều máy. Hy vọng là bạn sẽ chọn được mẫu máy phù hợp với cả việc học của bạn nhé. Câu hỏi thứ 6 của bạn Khương Nguyễn, chào anh. Cho em hỏi A15 Ryzen 7 với cả RTX 2060 so với cả Nitro 5 RTX 2060 i5 10300H. Ở đây thì bạn lại không nói rõ xem là bạn đang so sánh với nhu cầu gì. Thì cũng hơi lú cho chúng mình khi mà trả lời câu này.
thì mình sẽ phân ra là nếu như bạn chơi game ấy thì chúng ta sẽ hoàn toàn là sẽ lựa chọn chiếc TOS A15, bởi vì như mình đã nói ở bên trên rồi, Ryzen 7 rất là mạnh, chơi game rất là khỏe, ăn đứt hoàn toàn so với cả i5, i7 của Intel. Ừ. Ngoài ra thì nếu như mà bạn thích về một sự ổn định hơn, thích về độ hoàn thiện tốt hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn Nitro 5, hoặc là bạn làm những cái việc mà liên quan đến các phần mềm của Adobe hoặc là những phần mềm về đồ họa kỹ thuật thì lựa chọn chip Intel sẽ đem lại cho bạn một hiệu năng tốt hơn, bởi vì là các chip Intel bây giờ đang tối ưu tốt cho các phần mềm về đồ họa kỹ thuật và đồ về Adobe. Ừ, ok. Câu tiếp theo của bạn Lạc Thần DXG DXG sẵn cho em hỏi là trong tầm 16-20 triệu có laptop nào cho ngành multimedia để dựng phim hay không? Và tất nhiên là có rồi. Trong tầm giá này bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các mẫu máy chạm của Dell như là Dell 7510 hoặc là HP ZBook G3. Tuy nhiên thì những mẫu máy chạm này thì sẽ chỉ phù hợp khi mà bạn dùng để làm việc thôi. Nếu như mà bạn có thêm cả nhu cầu về chơi game nữa thì bạn có thể cố thêm khoảng 900-1 triệu gì đấy để có thể lấy được mẫu Evo Gaming. Mẫu máy này thì hiệu năng, cấu hình đủ để bạn làm những cái công việc của ngành multimedia về dựng phim và độ phổ màu cũng khá là cao, đủ để bạn sử dụng. Ừ. Chơi game tất rất là tốt nữa. Và bạn quên rồi, mình có mã giảm giá AZ300 nữa. À, ừ nhỉ. Nên là chỉ cần cố được 600.000 thôi là chúng ta lấy được bộ Evo Gaming 15 rồi. Hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ nhận được mẫu máy nào phù hợp với bản thân nhất nhé. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Huy Trần. Anh ơi, option i5-9300H và 1660Ti thì có thể cân được game 3A ở medium hoặc là high setting trong khoảng bao nhiêu năm nữa? Game 3A giờ chia ra kiểu đánh hai loại, một game là ăn mỗi cạc đồ họa thôi và một game là ăn cả cạc đồ họa là CPU. Thế nên là để nói là với medium và high setting thì mình nghĩ là khoảng 3 năm nữa với những tựa game là ăn cả cạc lẫn cả CPU, còn khoảng 4-5 năm nữa với cả những tựa game chỉ ăn mỗi cạc đồ họa thôi. Thì đấy, các bạn có thể tham khảo về hai kiểu tựa game đấy để xem là i5 với cả 1660Ti đánh cặp là không biết được bao nhiêu năm nữa nhé. Mình nghĩ là khoảng 3-4 năm nữa là hào phóng rồi. Game bây giờ càng ngày càng nặng, như là Crysis Remaster hay là PES 2024, rất nhiều game bây giờ nặng lắm rồi ấy. Còn tiếp theo của Thành Bùi Đại. Adder cho em hỏi là top dưới 15 triệu học công nghệ thông tin ổn, em không chơi game. Ồ, dạo này nhiều bạn không chơi game ấy nhỉ. Nhiều bạn không chơi game đúng thôi, chỉ tập trung học tập thôi. Ừ. Ở với tầm giá là dưới 15 triệu thì bạn sẽ có một số những cái mẫu có thể sử dụng để mà học công nghệ thông tin, ví dụ như là ThinkPad T470S hoặc là Latitude 7480. Những mẫu máy này thì đều là những mẫu máy mà có thời lượng pin tốt này, Ultrabook mỏng nhẹ này, bàn phím rất là tốt, màn hình Full HD IPS, rất là phù hợp cho những bạn nào học công nghệ thông tin mà có tầm giá dưới 15 triệu đồng. Ừ, và nếu các bạn nào muốn được chiếc laptop thời trang hơn chẳng hạn, chúng ta có thể tham khảo những mẫu như là HP EliteBook, HP ProBook hay là những mẫu của Asus như là Asus VivoBook. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn trong tầm giá dưới 15 triệu đấy, và kể cả là Lenovo IdeaPad nữa thì cực kỳ nhiều luôn. Ok, hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ lựa chọn được mẫu máy nào để học công nghệ thông tin ổn nhé. Mình nghĩ là công nghệ thông tin giờ có cả video review hay là chia sẻ của mình rồi thì bạn có thể tham khảo video đấy để tự chủ động chọn một chiếc laptop phù hợp với bản thân. Câu hỏi tiếp theo của bạn Khang Hà Phúc. Em đang khoan giữa là G14-1650Ti và G15-2060 thì anh em cho ý kiến đi. Em học công nghệ ô tô và có chơi vài game nặng ạ. Bạn Khang Hà Phúc này thì đã hỏi chúng mình khá là nhiều câu hỏi ở trên kênh về chiếc G14 và G15 rồi, và bạn vẫn đang rất là phân vân giữa hai chiếc này nhiều mà vẫn chưa chọn được. Thì mình xin trả lời là theo mình, với cấu hình của hai chiếc máy này thì sẽ đều phù hợp với yêu cầu của bạn. Nó chỉ khác nhau một chút về vấn đề thiết kế thôi. Tùy thiết kế, bạn thích thiết kế nào thì bạn chọn. Ngoài ra thì ở đây thì sẽ có so sánh giữa GPU 1650Ti và 2060. Theo mình thì nếu như mà bạn có tiền để mua được 2060 thì bạn cứ chọn G15-2060 thôi. Nó sẽ đủ để cho bạn có thể chơi những tựa game về lâu sau này nữa. Bạn chơi game nặng thì chúng ta lên lấy cả 2060 là chuyện đương nhiên rồi. Hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ lựa chọn được chiếc máy ưng ý nhất nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tờ Ung. Chào anh, em học ngôn ngữ Anh, học PowerPoint, social media, lâu lâu chơi vài tựa game như là LOL, PUBG hay những tựa game offline nhẹ nhẹ thôi. Màn hình đẹp một chút dưới 20 triệu mong anh tư vấn, chúc cả các kênh phát triển. Đầu tiên thì cảm ơn bạn. Ừ. Với yêu cầu của bạn thì chúng ta có một lựa chọn rất là tốt trong tầm giá này, đó chính là Acer ZenBook Q407 EQ đang rất là tốt trong tầm giá này. Chúng ta sẽ có là chip Ryzen 5 4500U mạnh mẽ, thừa đủ để bạn chơi những cái tựa game này. Ngoài ra thì chiếc máy này còn rất là mỏng nhẹ này, có đầy đủ các cổng kết nối, rất là phù hợp với ngành ngôn ngữ Anh của bạn mà cần phải di chuyển nhiều hoặc là thuyết trình nhiều. Chiếc máy này rất là tốt đấy.
Thì sắp tới chúng mình sẽ có một vài video review và nói về cảm nhận trên về chiếc máy này. Các bạn hãy đón xem ở trên kênh Laptop AZ nhé. Và có một điều mình lại thiếu một chút là chiếc máy này có cả card đồ họa mới 350 nữa. Thế nên là chơi được vài tựa game offline nhẹ nhẹ là quá dễ luôn, đơn giản. Câu hỏi tiếp theo của bạn Quang Anh Lê. Quang Anh Lê, giữa G14 và Legend 5 thì nên chọn chiếc nào? Em học công nghệ thông tin, dùng đồ họa một ít để chơi game LOL CS:GO ạ. Ở đây thì với nhu cầu của bạn thì hai chiếc máy này đều có thể đáp ứng được. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn yêu cầu một chiếc máy mỏng nhẹ có thể mang đi học, mang đi làm một cách dễ dàng thì mình sẽ lựa chọn G14. Còn bản thân mình thì mình sẽ chọn chiếc Legion 5, bởi vì chúng ta sẽ có một bàn phím có diện tích rộng này, có thoải mái hơn, tản nhiệt ở trên chiếc máy này cũng sẽ nhỉnh hơn một chút bởi vì nó dày hơn mà. Màn to hơn cho nên là khi mà chơi game sẽ có cảm giác thoải mái hơn so với cả màn 14 inch trên G14. Còn với mình thì mình thích G14 tại vì mình thích cái gì càng nhỏ càng tốt cho nó tiện, dễ đút vào ba lô. Ok. Hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ lựa chọn được giữa hai mẫu máy nhé. Câu 13 của bạn Ngọc Quỳnh. Anh tư vấn cho em cần dùng những cái phần mềm như là CAD này, SAP 2000, ETAP, Sapphire, SAP, Revit, ADAP, DAO DS Max và một vài phần mềm nặng thiết chiếu của bên xây dựng. Mình muốn mua máy hãng bền bỉ, dùng lâu dài một chút, giá khoảng 22 triệu đổ xuống. Lưu ý là phải là hãng bền bỉ, dùng lâu dài. Ở đây thì bạn sử dụng các phần mềm của bên xây dựng là chủ yếu và yêu cầu những chiếc máy mà bền bỉ, dùng lâu dài thì chắc là bạn sẽ ít chơi game đúng không? Với yêu cầu này của bạn thì chúng ta sẽ nên lựa chọn những mẫu máy chạm, ví dụ như là Dell 7510 này hoặc là HP ZBook G3, bởi vì những chiếc máy này sẽ có những chiếc card Quadro rất là tốt, rất là phù hợp khi mà bạn sử dụng để làm đồ họa kỹ thuật, sử dụng các phần mềm như là CAD hoặc là SAP 2000, ETAP, SAP đều rất là tốt, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có ở đây những chiếc máy chạm có hiệu năng cao, chiếc Quadro rất phù hợp, hoạt động thì bền bỉ, pin trâu. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu máy chạm này cho nhu cầu trên. Chỉ có một cái điều mà chúng ta phải đánh đổi cho độ bền là hơi nặng. Máy chạm này sẽ hơi nặng một chút. Và nếu mà bạn không muốn những chiếc máy hơi nặng quá, có thể tham khảo những mẫu như là 5510 của Dell hay là HP ZBook Studio của HP thì mình nghĩ là cũng rất là phù hợp đấy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hường Đỗ. Cho em hỏi, sang sinh viên năm nhất học công nghệ tin mua laptop giá khoảng 20-25 triệu, để vừa học vừa chơi những tựa game như CS:GO, PUBG thì nên chọn máy nào? Em cảm ơn, chúc anh sức khỏe và ngày càng thành công. Cảm ơn bạn nhé. Ở đây thì nếu như mà bạn lựa chọn trong tầm giá 20-24 triệu thì sẽ có một lựa chọn rất là tốt, đó chính là Legion 5 với màn hình tần số quét là 144Hz, rất là phù hợp khi mà bạn chơi những game FPS như là CS:GO hoặc là PUBG. Chúng ta sẽ có bàn phím tốt và cấu hình thừa đủ để học công nghệ thông tin luôn. Và trong tầm tiền này thì bổ sung cho mình một chút là vài lựa chọn khác như là ROG Strix G512 của ROG Asus thì mình nghĩ là cũng có là một chiếc máy chơi game tốt, học tốt mà cũng rất là bền bỉ trong khoảng 4-5 năm để học, hoặc là 6-7 năm như là Duy. Thì có lẽ đấy là một trong những cái sự lựa chọn mà bạn có thể tham khảo thêm là ROG Strix G512. Câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi cuối cùng bạn Công Chiến Nguyễn. Anh ơi tư vấn giúp em học trên kinh tế, thi thoảng chỉnh sửa ảnh nhẹ không chuyên. Em muốn mua máy mỏng, đẹp, pin dài, vật liệu nhôm, maze, máy quạch 20 triệu, ui xả. Bạn học bên kinh tế, chính vì vậy mình nghĩ là bạn sẽ rất là thích những chiếc máy nào mà mỏng, nhẹ, đẹp. Thì ở đây chúng ta sẽ có những lựa chọn như là chiếc Dell XPS cũ này, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn Asus ZenBook Q407 EQ mà mình đã giới thiệu ở bên trên kia. Chiếc máy này thì rất là mạnh mẽ và lại còn mỏng nhẹ đẹp nữa. Sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà học kinh tế đấy. Và cái thiết kế của mẫu Q407 EQ thì mình nghĩ là rất là nhiều anh em sẽ thích. Cái màu bạc rất là đẹp. Cùng với đó là vật liệu nhôm maze thì cũng rất là phù hợp với cả nhu cầu của bạn yêu cầu rồi. Pin dài Ryzen 5 7 nanomet thì pin khá là dài. Trong cái tầm tiền khoảng 20 triệu thì chúng ta có ThinkPad T480, T490 nữa. Thì đấy là tùy vào cái sở thích, nhu cầu của bạn, cái con mắt nhìn nhá. Nhưng mà ThinkPad thì nó sẽ không được mỏng nhẹ hay là đẹp như những chiếc máy mà nó không được mỏng nhẹ đẹp kia. Được cái là nó rất là bền. Ok, nhưng và đó là... Nhưng mà bạn ý cần đẹp chứ bạn ý có cần bền đâu. Thì thôi, đẹp cũng được, bền cũng được. Hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ lựa chọn được khoảng Dell XPS cũ, Asus ZenBook hay là ThinkPad, có rất nhiều lựa chọn luôn. Và hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ lựa chọn được mẫu máy ưng ý nhất bản thân nhé. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Và nếu anh em có những câu hỏi gì, những băn khoăn gì có thể comment dưới phần bình luận để bọn mình sẽ tiếp tục trả lời và giải đáp nhé. Và đừng quên, nếu anh em tiếp tục subscribe, chia sẻ video này thì sắp sớm thôi sẽ có chương trình giveaway tặng quà tiếp theo cho các bạn để ăn mừng 3.000 sub. Và bây giờ thì chào anh Minh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.